Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Xin chào tất cả mọi người. Và đây là Minh Nhật. Và đây là anh Hoàng Long. Và đây là bạn Thanh Hà. Tụi con là một nhóm diễn chung trong đêm chung kết siêu tài năng nhí. Tiết mục của tụi con có mang tên là Sẻ Chia. Thực ra là hai anh này nè không có nhớ bài, để con nhắc không à. Con với bạn Thanh là người phải đi diễn nhiều hơn, tại bạn Dực là bị rạn xương nên là bạn chỉ ngồi xe lăn mà bạn chỉ đạo nên là bạn thấy dễ. Còn con với bạn Hạp là phải nhớ tới tiết mục này mình phải làm sao. Tràn ra một lúc 11 em top 10 của Super Chance siêu tài năng nhí mùa 3. Cảm ơn sự chia sẻ cảm xúc của 8 bé còn lại nha. Bây giờ thì xin phép là giữ lại 3 chàng trai ở trong tiết mục vừa rồi để chúng ta hãy cùng lắng nghe những cảm xúc và nhận xét của các ban giám khảo. Còn tụi con thì có một nhiệm vụ rất là quan trọng là hãy đi thay đồ và chuẩn bị một màn chào kết hoành tráng tặng cho mọi người nha. Rồi, ba
ba chàng trai trong tiết mục và nói lên cái đề bài là sẻ chia vừa rồi, sẻ chia những cảm xúc, những cái khó khăn trong cuộc sống với nhau. Đây là Hoàng Long ạ, chuyên về môn bóng chuyền, này là giới thiệu cho chú Quyền Linh biết. Còn đây là bé Minh Nhật, liên về siết và tung hứng. Còn đây là bé Thanh Hạp về taekwondo. Anh đừng có tưởng là bạn của Gil hai đứa nó cùng chơi với nhau. Dạ không phải, con bé này có 14 tuổi thôi. 14 tuổi hả? Dạ, chơi bóng chuyền. Em không biết nó chuyền cái gì mà nó dài ra vậy. 14 tuổi cao quá con hả? Dạ, con cao 1m85. Vô nó học lớp 9 mà thầy cô không ai dám dài hết trơn. Tưởng mấy đứa lớp 12 xuống dự thính không anh hiểu không? Lại đứng với cái dài nhỏ chú tưởng đâu con là huấn luyện viên. Bên này taekwondo thứ thiệt quánh dữ lắm. À dạ. Bên chánh giữa là siết. Dạ. Đu dây đâu đó anh. Là tập quá trời tập. Dạ không sao, cuối cùng đá banh gãy chân. Vậy mà chú tưởng nó còn tập không? Dạ, nhưng mà cũng khổ thân lắm anh, nhưng mà cũng vẫn rất là cố gắng để tập luyện cho đêm bán kết, là vẫn làm được những cái điều cực kỳ bất ngờ và nỗ lực ạ. Chú thích con á, võ thuật á, nãy ra con chỉ có những cái động tác nhỏ nhỏ thôi mà thấy rất là chắc luôn. Bây giờ con có thể làm dài đi đường quyền vậy, dài đường quyền chú coi chứ coi. Đá cái coi. Trời trời. Trời ơi. Trời ơi. Cú đẹp chưa? Rất đẹp. Cú đó mới hay hả con? Cái cú đó ai làm được? Trời ơi. Dạ, mình làm quen mà mình hiểu hết về những cái khả năng và kỹ năng của ba con ở đây rồi. Chú Quyền Linh có thể nói lên thêm về cảm xúc và nhận xét cái phần tiết mục vừa rồi không ạ? Cảm xúc chú thế này, thật ra sẽ chia đúng như nội dung của chương trình đề ra. Được chia sẻ khi mà bạn mình bị tai nạn như vậy, cố gắng giúp bạn mình, chơi với bạn mình, nương bạn mình, đỡ bạn mình đứng dậy, ba bạn cùng chơi với nhau. Người ta nói con câu là tam nhân đồng hành tắc hữu ngã sư yên. Tức là ba người bạn cùng đi chung con đường, cùng yêu thương nhau thì chắc chắn sẽ có một người làm thầy. Mà chú nghĩ rằng là ba đứa con là không phải một người làm thầy mà ba người sẽ làm thầy luôn. Bởi vì cái năng khiếu bây giờ còn nhỏ nó bộc lộ như vậy rồi ha. Rồi chúc mừng các con nha. Dạ con cảm ơn chú. Cảm xúc của chị Harry Won sao ạ? Xúc động nha, dễ thương, đáng yêu. Thật ra đó là cái tiết mục vừa rồi á là nó thể hiện về cái tinh thần nhiều hơn là những cái kỹ năng, tài năng của các con. Nhưng mà nói chung là những cái tập trước là cô đã thấy cái tài năng của các con rồi. Và lần này cũng có những cái sự phối hợp với nhau, trao tình cảm cho nhau, trao những cái tinh thần cho nhau. Và gửi một cái message cho khán giả biết được cái tinh thần về yêu thương, giúp đỡ. Ờ, những cái đó thì Harry cảm thấy nó rất là đáng yêu. Nói chung là một cái tiết mục rất là dễ thương. Cảm ơn các con nha. Dạ con cảm ơn cô. Chú biết là nhảy múa nó đôi khi nó không phải là một cái gì đó mà tụi con có thể làm tốt nhất được. Nhưng mà chú thích cái tiết mục này là tại vì chú không cần tụi con nhảy tốt, nhảy giỏi gì hết. Chú cần cái tinh thần tụi con tham gia thôi. Tại vì lâu lâu tụi con coi lại trên YouTube, tụi con sẽ cảm thấy rằng rất là vui khi mà ngày xưa lúc mình còn nhỏ mình đã từng tham gia một chương trình như vậy. Mình đã từng sẻ chia như vậy, mình đã từng làm một cái gì đó mà trước giờ mình chưa làm cùng với những người bạn của mình. Mà bạn nào cũng có cái tài năng riêng, mình nể cái bạn đó, mình chơi chung với họ. Và chú hy vọng rằng là cái tiết mục vừa rồi sẽ là một cái kỷ niệm đẹp của tụi con. Ý nghĩa của nó là sẻ chia, thì chú hy vọng là lớn lên khi tụi con thành công ở cái lĩnh vực thật sự của tụi con cũng học cái bài học của sự sẻ chia. Sống mình phải biết cho đi thì tụi con mới nhận được mãi nha. Dạ cảm ơn chú. Và chúng tin rằng là với hình ảnh sẻ chia tụi con kết nối yêu thương với nhau, nó sẽ được lan tỏa tất cả các bạn trẻ, các bạn nhỏ bây giờ cũng thế. Và cho dù sau này tụi con có tài năng gì đi nữa thì con vẫn phải yêu thương nhau, sẻ chia kết nối giống như bây giờ vậy. Dạ vâng ạ, cảm ơn phần nhận xét của ba vị giám khảo của chúng ta. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Thứ tư hàng tuần đừng quên đón xem siêu tài năng nhí mùa 3 trên YouTube Madison Media Group.